Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham gia một dự án là Dinosaur NFT nhận 1.000 token có hiệu là Dinosaur nha các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click xuống phần link mô tả dưới video của mình, mở cái link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn retweet copy hashtag này, retweet tăng 3 người bạn nè các bạn. Rồi. Trên tờ Twitter nè các bạn. Like nè, các bạn nhấp vào đây các bạn theo dõi luôn nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn bắt đắp lại các bạn chứng nhận như tờ quýt nè. Các bạn tăng cái dán hashtag nó vào và tăng 3 người bạn của mình vào nha các bạn. Rồi, các bạn dán vào nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại. Tiếp tục các bạn join vào nhóm chat nữa nè. Rồi các bạn bắt đắp lại các bạn. Đây thì con chắc của nó các bạn á, con chắc vào đi nha các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi các bạn bắt đắp lại nè. Tiếp tục con follow tại Twitter nữa nè. Chắc follow rồi quá. Ok, đã follow rồi các bạn. Thì xuống đây các bạn dòng đầu tiên các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn đã xôn xao dự án nè các bạn. @ 4 số 3 số 1 3 số 2. Thì các bạn mở Telegram của mình, nhấp vào bio gạch bên cùng, nhấp vào một setting thì các bạn sẽ gặp được username mình. Tiếp tục thì username tại Twitter mình. VNN9. Tiếp tục các bạn gọi là link retweet nha các bạn. Rồi thì các bạn gọi là cái link retweet nè. Token này sẽ đi lên sàn PancakeSwap nha các bạn. Rồi các bạn dán link retweet vào đây. Tiếp tục thì các bạn gỡ địa chỉ với Binbi sở máy trên Bet20 nha các bạn. Rồi các bạn sao chép ra nè. Bạn bắt đắp lên nha các bạn. Các bạn dán vào đây. Tiếp tục thì cái mã ghép này các bạn điền giúp mình cộng anh 361 362. Mình còn đẩy bằng link mô tả dưới video cho các bạn nha các bạn. Rồi tất cả các bạn bấm gã là xong các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình để góp nhận 1.000 tóc cần Dinosaur để kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.